Anh đang làm gì đấy? Em đang hoàn thành nốt giấy tờ thuế quý này. Ừ. Sắp xong chưa? Này, cái việc mà mua quà để tặng ông ấy, anh chưa nghĩ ra đâu. Việc này em đã báo với anh cả tuần nay rồi. Nhưng mà anh không giỏi mấy vụ đấy. Mình có phải là samurai phải mổ bụng ra cho người khác nhìn thấy đâu. Quan trọng là thể hiện hàng ngày thôi. Lần sau sẽ để ý hơn. Với lại anh cũng trẻ người non dạ ấy, cho nên là mấy cái khoản đấy mình hơi kém. Ý anh là gì? Anh bảo em già đúng không? Không, chẳng xinh lắm. Em mới về à? Ôi trời ơi, cháu chết rồi. Con bé này. Cao Minh Ngọc đây không phải là người dễ dãi. Chị hãy tránh xa em ra. Được đấy. Cái địa bay nào nó thả nhầm em xuống đây đấy. Chồng ăn mặc kìa. Em bay về để xem anh chị đã chia tay nhau chưa ạ? Thế 3 năm rồi vẫn chưa chán nhau à? Ừ. Chán là chán thế nào? Có mà 3 năm rồi giọng em vẫn chưa loét như thế. Nhưng mà em gái tôi xinh. Sao về lúc nào mà không báo cho chị đi đón? Em muốn tạo bất ngờ cho mọi người mà. Ngồi máy bay lâu mệt quá. Chị, cho em mượn chìa khóa xe. Bác phòng mấy vòng ạ? Còn lâu cô nương ạ. Chị sợ tay lái của em lắm rồi. Chờ một tí chị xong việc rồi đây. Chị và anh kia sẽ đưa em về. Ok, cũng được. Bao giờ chị định xuất chuồng đấy ạ? Sao lại phải xuất chuồng? Phụ nữ cứ phải lấy chồng à? Chứ còn sao nữa, bà chị của tôi ơi, chị đã lớn tuổi lắm rồi đấy nhá. Hôn nhân là đẹp đạo. Này, chị có lại nhìn anh Kiên đi. Thấy không, chồng cứ phơi phới như thế á, sổng ra là mất ngay. Muốn sổng thì cứ sổng thôi. Người ta chỉ giữ người muốn ở, chứ ai giữ người muốn đi. Chỉ với mỗi tôi là sốt sắng thôi. Con người này ấy mà, vô tâm vô tình. Em bảo, bây giờ mà anh mà rảnh tay ý, thì cho bà nhập kho luôn đi. Kệ chị không phải để tâm đến chị đâu. Và rồi, em sẽ là công chúa duy nhất nhà họ Cao. Lúc đấy giá cả thị trường trên hôn nhân của em sẽ tăng vọt. Em sẽ cảm ơn anh nhiều lắm đấy. Ừ, để anh sẽ thử xem. Nghe gì chưa? Con đây ạ. Con làm xong rồi ạ. À vâng, con sẽ gửi cho mẹ luôn. Anh đưa Ngọc về trước đi. Em phải quay lại với mẹ có việc rồi. Đi trước nhá. Ừ. Xong anh quay lại đón nhá. Ok. Tại sao không hẹn trước lại không được lên? Cô cứ lên gọi đi. Bảo có con trai đến gặp ông ấy khác xuống. Xin lỗi anh, đây là vấn đề nguyên tắc của công ty. Nếu mà anh chưa hẹn trước thì không được lên đâu ạ. Thế thì đưa số điện thoại đây, tôi tự liên lạc. Có chuyện gì đấy? Em chào anh chị ạ. Anh có phải người của Cao Dược không mà hỏi hả? Phải. Anh tìm ai? Tôi tìm ông Cao Mạnh Đạt, bố tôi đấy. Cái gì? Anh ta bị thiểu năng à anh? Cô nói ai đấy? Nếu mà biết bố tôi ở đâu, bảo xuống gặp tôi. Người mà anh vừa gọi là bố ấy, không phải ai cũng gọi được đâu nhá. Gọi vậy đi. Vâng ạ. Cô biết tôi là ai không mà đuổi hả? Thế biết bố tôi là ai không? Tôi cần gì biết anh là ai? Tôi chỉ cần biết với tội danh gây rối, phát ngôn bừa bãi, tôi có thể cho anh ra tòa đấy nhá. Cô dám á? À, mời anh đi ra ngoài. Gì đấy? Nào, bỏ ra! Biết bố tôi là ai không? Bỏ ra! Ra xe thôi em. Bỏ tôi ra! Bỏ ra! Đi ra! Tôi bảo tôi gặp bố tôi! Này, hai anh nhớ mặt tôi nhá! Sau tôi mới nhận tổ nhận tông, tôi đuổi hai anh đầu tiên! Đi ra! Có chuyện gì đấy? Bỏ ra! Dạ anh ạ. Hôm nay xong một công ty đòi gặp tổng giám đốc. Cậu ấy tự nhận là cậu ấy là con. Ra, tôi vào. Bỏ người ta ra. Bỏ ra. Cậu gặp tổng giám đốc có việc gì? Dạ, cháu gặp ông Cao Mạnh Đạt. Ông ấy là bố của cháu ạ. Cái gì? Cậu là con trai của tổng giám đốc à? Vâng ạ. Anh Đạt không có người con trai nào cả. Cậu có bằng chứng gì không?
bằng chứng thì cháu không có, nhưng mà mẹ cháu bảo cháu giống bố cháu hồi trẻ như đúc ạ. Người giống người là chuyện bình thường. Thế mẹ cậu là ai? Mẹ cháu là ca sĩ Diễm Loan, làm ở Văn Công thành phố. Hồi xưa bố mẹ cháu gặp nhau ở đấy đấy. Hôm nay nhìn ông trông trẻ lắm ạ. Cháu đang nghĩ khéo bố cháu mà đứng cạnh ông, mọi người sẽ nghĩ là hai anh em đấy ạ. Đúng quá rồi còn gì nữa. Bởi vì ông được nhà thiết kế chọn đồ cho cơ mà, chỉ có nhất. Ông cứ trêu cháu. Đây, đây ạ. Cháu có còn tiếc ngành mà cháu đã từ bỏ không? Nếu mà cháu nói là không thì chắc chắn là nói dối rồi ạ. Mà thôi, đã từ bỏ thì đừng có tiếc. Cháu hiểu ạ. À, thế còn thằng Kiên thế nào? Nó có tốt với cháu không? Dạ tốt ạ. Kiên là đứa có năng lực, lại có tham vọng. Nhưng phụ nữ sống với người đàn ông quá tham vọng, chưa chắc đã hạnh phúc đâu con. Ông không hài lòng với cả anh Kiên ạ? Ông chỉ hài lòng với người mang lại hạnh phúc cho cháu gái của ông thôi. Còn cháu thì chỉ hạnh phúc khi mà nhìn thấy ông mạnh khỏe thôi ạ. Cháu xin chúc mừng sinh nhật ông. Ông cảm ơn. Ôi trời ơi, con bé này tại sao lại về đột ngột thế, không cho ai biết cả. Ông có hài lòng không ạ? Hài lòng cái gì? Hài lòng với cả món quà 50 cân rưỡi xinh đẹp đã bay nửa vòng trái đất để về gặp ông đấy ạ. Hài lòng, nhưng chị đã về đây thì đừng làm điều gì để cho ông phải đau đầu nhá. Yes sir. Thôi, bây giờ ba ông cháu mình đi, đi xuống nhà đây. Vâng ạ. Em đây. Em và mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa? Anh đang chờ dưới cổng rồi. Khách khứa mọi người cũng đến, nhà hàng đông đủ rồi đấy. Vâng, em ra đấy. Sao anh không vào? Ông đang ở dưới nhà đấy. Mẹ em cũng sắp xuống rồi. Anh ngại lắm, đứng chờ ngoài này cũng được. Sao mà ngại? Ông nội, đây chính là trái đào trường thọ, được chế tác từ ngọc nguyên khối, tượng trưng cho sung túc, hạnh phúc, bình an và trường thọ. Ông có thích món quà cho tặng ông không ạ? Đẹp quá. Chưa bao giờ ông thấy một khối ngọc đẹp như thế này. Thì ai bảo anh yêu cháu gái Diệu của ông thì đương nhiên anh sẽ phải chịu áp lực hơn người bình thường chứ. Cũng vì cái tôi thích trèo cao quá cơ. Thế cho nên là từ bây giờ anh sẽ phải cố gắng thể hiện nhiều hơn nữa. Để đến một ngày nào đó, biết đâu ông sẽ đích thân đặt tay em vào anh. Chú Vũ kìa. Chú Vũ đi cùng ai thế nhở? Thì cháu chỉ muốn làm cho ông vui và ông hài lòng về cô cháu gái này thôi ạ. Chào chủ tịch ạ. Cháu đến để tháp tùng chủ tịch đến nhà hàng. Ở đấy mọi người đã đến đông đủ. À, thế à? Thế thì ta đi thôi. Thế còn cậu này là ai đấy? Cháu chào ông ạ. Cháu là Quang Trí, con của bố Mạnh Đạt ạ. Hôm nay cháu đến tìm bố, không ngờ lại gặp ông ở đây. May mà có chú này, cháu mới đến được đây đấy ạ. Chú Vũ, chú làm gì thế ạ? Loại đỉa bám chân hạc xã hội này không thiếu, mà chú lại đưa đến đây vào đúng thời điểm này và ngay tại đây, thì cháu buộc phải đặt câu hỏi cho chú đấy chú Vũ ạ. Ngọc, không được hỗn hào, mau xin lỗi chú Vũ đi. Nhưng mà hôm nay là ngày... Ngọc, không sao đâu chị Cúc ạ. Đúng là tôi đã có sơ suất và đường đột, nhưng dù sao đây là việc lớn của gia đình. Cậu thanh niên này nhận là máu mủ của anh Đạt, với lại cậu ta cũng đến đây rồi, tại sao chúng ta không hỏi cho rõ ràng nhỉ? Cảm ơn anh. Việc càng quan trọng thì càng phải cẩn thận và phải đúng lúc. Anh phụ trách hành chính nhân sự trong Cao Dược bao năm qua, anh phải rõ điều này hơn tôi chứ. Còn cậu thanh niên này, Kiên. Dạ. Cháu đưa cậu ta ra ngoài chờ. Đợi mừng thọ cho ông xong, chúng ta nói chuyện ngọn ngành vẫn chưa muộn. Vâng ạ, chào tôi. Không, anh phải ném tên cặn bã xã hội này ra ngoài kia mới đúng.
Ngọc, thôi đi. Ông ơi, cháu là con bố Đạt mà ông ơi. Có chuyện gì thế? Có cậu thanh niên này đến nhận máu mủ với anh. Có phải anh nên thu xếp việc này cho ổn thỏa không? Hôm nay là ngày mừng thọ của bố mà. Bố. Bố ạ. Tiền. Dạ. Gọi bảo vệ. Vâng. Bố, con là Quang Chí, con của bố thật mà. Này, tôi không có người con trai nào cả nhá. Con là con của mẹ Diễm Loan ạ. Con nói thật đấy ạ. Không phải con đến quấy rối đâu. Bố đừng đuổi con. Nhờ các anh đưa cậu này ra cho tôi. Okay. Nếu như cậu ta còn lờn vờn ở đây, hai cậu có dùng biện pháp mạnh cho tôi. Dạ. Bố, đi ra ngoài. Bố ơi, mãi còn mới tìm được bố. Bố ơi. Quân. Nói như vậy, nghĩa là cháu còn một người chị gái song sinh đang đi làm ở quê à? Vâng ạ. Cháu có thể kể về chị cháu cho ông nghe được không? Chị cháu tên là Minh, ra đời trước cháu nửa tiếng. Chị cháu làm dược sĩ ạ. Dược sĩ? Vâng. Chị cháu là người làm ra các loại thuốc đông y đấy ạ. Chị cháu làm ở một công ty dược phẩm to nhất của tỉnh luôn. Mà chị cháu khéo lắm. Mấy cái đồ chăm sóc da mặt cho mẹ cháu ấy, chị cháu làm ra hết đấy. À, chị cháu cũng được lên báo cơ. Cháu cho ông xem. Đây ạ. Nữ dược sĩ tuyên chiến với dược liệu bẩn. Ông ơi, hay là cháu bảo Minh đến gặp ông nhá. Thôi, không vội. Ông muốn biết là tại sao bây giờ cháu mới đến đây? Mãi đến bây giờ mẹ cháu mới nói ra ông ạ. Chứ hồi trước chúng cháu không có bố, không có họ hàng, cho nên vất vả lắm. Alo, cháu chào ông ạ. Ôi thôi chết, thằng Chí nó chưa mang dược liệu sang cho ông ạ. Chắc nó lại mải chơi, nó chạy đi đâu rồi. Để cháu về sớm, cháu sẽ mang sang cho ông. Vâng, cháu chào ông ạ. Cháu có biết mẹ cháu là một người không đáng tin không? Mẹ cháu á? Thế cháu tin mẹ cháu nói thật à? Vâng, cháu tin chứ ạ. Cháu còn tin cháu là máu mủ nhà họ Cao cơ. Cho nên cháu xin ông. Này, ông sống được đến bây giờ là vì ông không quan tâm tới sự xin xỏ và biết nghi ngờ những người như mẹ cháu đấy. Ô, thế sao ông giữ cháu lại ạ? Ông muốn biết sự thật. Mà sự thật thì sẽ có cách để kiểm tra.